Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Thưa quý vị, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Ngọ là ba con giáp đen đủi nhất trong ngày rằm tháng giêng năm Quý Mão 2023. Vào ngày này, các bạn sẽ gặp đủ mọi chuyện xui rủi từ trên trời rơi xuống. Dù bản thân đã cố gắng nhưng cũng không tránh được. Nhưng đừng quá lo lắng, ai cũng sẽ có những thời điểm khó khăn trong đời. Chỉ cần biết phấn đấu, nỗ lực, biết nắm bắt thời cơ thì khó khăn nào cũng sẽ thành cơ hội. Nếu bạn thuộc những con giáp trên thì hãy cùng với mình theo dõi vận trình cụ thể của bạn trong ngày rằm tháng giêng và một số cách hóa giải nhé. Tuổi Tý, xem tử vi ngày 15 tháng 1 2023 âm lịch, công việc của người tuổi Tý gặp nhiều trở ngại, hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên, ảnh hưởng tới đường tiến thân. Tử vi chỉ rõ trong ngày hôm nay xung khắc địa chi và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến gia chủ khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át. Nếu không cẩn thận, bạn còn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn trong ngày này sẽ không nhiều, nếu có cũng rất nhỏ, không đáng kể. Thậm chí đôi khi bạn còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Về vận trình tài lộc sụt giảm hơn hẳn so với thời gian trước, việc kiếm tiền của tuổi Tý không được thuận lợi như bình thường, những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến con giáp căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm, để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Các hạng mục kinh doanh đều không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lãi chẳng thấy đâu. Không những vậy, gia chủ có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù, cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Trong ngày này còn gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm, người độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí đôi khi sự nóng nảy, bảo thủ của bạn còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu với đối tượng bạn thầm thương mến nên tình cảm càng thêm bế tắc. Với những người đã có đôi có cặp thì gần như bạn không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên mất mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Đen đủi hơn là trong ngày, một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti khiến gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn sẽ dần tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Sửu, về đường công danh sự nghiệp của quý gia chủ tuổi Sửu trong ngày này không khởi sắc, thậm chí vì lo nghĩ nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, công việc không có nhiều thay đổi nên gia chủ không nên quá lao lực, thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư lớn, sức cạnh tranh trong công việc tăng lên khiến đối thủ có thể giở trò gây cản trở để loại trừ bạn. Mối quan hệ trong tập thể không tốt đẹp, dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, đấu khẩu với đồng nghiệp, thậm chí có người còn bất đồng quan điểm với cấp trên, dẫn tới không khí làm việc căng thẳng, nhiều lời xì xào, bàn tán. Do đó, để tránh những rắc rối này, bạn cần làm việc có đầu tư, có đầu, có cuối, đặt ra kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, phân bổ thời gian hợp lý, giữ thái độ hòa nhã, không hơn thua thị phi thì tự khắc sự nghiệp sẽ suôn sẻ. Tài lộc trong ngày rằm tháng giêng của gia chủ tuổi Sửu rất kém, tiền làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều, theo đó tiền kiếm được nhưng khó tích lũy vì tiêu hao lớn, đa phần thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Ngày này tình hình sức khỏe của gia chủ tuổi Sửu không có gì đáng ngại, tuy vậy khó tránh các chứng bệnh vặt như cảm cúm, đau đầu, đau mỏi xương khớp, áp lực công việc, chuyện tiền bạc, con cái là nguyên nhân chính khiến gia chủ phải suy nghĩ nhiều, bệnh từ đó mà ra. Nếu khắc phục được vấn đề này, mọi thứ sẽ dần ổn định trở lại.
Ngày này, vận đào hoa ảm đạm, nhân duyên không vượng, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi do tính cách cứng đầu và bảo thủ của gia chủ. Tình hình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt diễn ra thường xuyên, khiến không khí gia đình ảm đạm, tạo tác động tiêu cực đến tâm lý con cháu trong nhà. Người độc thân hoặc đang sống một mình cũng khó có cơ hội gặp được người phù hợp, hoặc thậm chí đã gặp nhưng cơ hội thành công không lớn. Nữ mệnh nên chú ý cách ăn nói, tránh thái độ cực đoan từ trong suy nghĩ mà ảnh hưởng đến các đối nhân xử thế của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch của tuổi Ngọ, do gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc không được thuận lợi, suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của sao xấu, những người tuổi Ngọ phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới mong có thể khởi sắc được đôi chút. Ngày này tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn hoặc bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ vì tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu mà bạn cần thay đổi càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu càng cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Thời gian này tốt nhất là không nên tham gia dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen biết. Tử vi tuổi Ngọ ngày 15 tháng 1 năm 2023 âm lịch, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Dù là nam hay nữ mạng tuổi Ngọ cũng không nên chủ quan khi xuất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Không có đào hoa tinh chiếu nên ngày hôm nay về phương diện tình cảm của tuổi Mậu Ngọ có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp. Với người đã có đôi hoặc là đã lập gia đình, vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn, giữ hậm hực trong lòng, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi cả hai quá bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự, chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì sẻ chia với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, thay vào đó là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của bản mệnh không nhiều. Bạn cũng trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang trong mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không có tiến triển mà sinh ra sự chán nản, duyên đến lại đi khó thành. Người tuổi Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 3 con giáp xui xẻo nhất trong ngày rằm tháng giêng. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.